món bắp cải nhồi nhân chay này á, mình làm để đãi tiệc cứ 10 người một cái bắp cải, rất là ngon và bắt mắt, đủ dinh dưỡng nữa. Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Diệu Huệ chia sẻ cách làm món bắp cải nhồi nhân chay thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình ngon và tròn vị hơn. Món này mình làm để đãi tiệc rất ngon. Cách làm thì rất là dễ, nguyên liệu thì dễ mua. Mà ăn thì ngon và đủ dinh dưỡng. Rồi mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm món bắp cải nhồi nhân chay thì ở đây mình có cái bắp cải 750 g. Để làm món này á, mình ra chợ lựa mua loại bắp cải mềm. Bắp cải thì có 3 loại, một loại là cải tim, một loại là cải giòn và đây là cải mềm. Và nếu như mà mình mua các loại bắp cải khác á, khi mình hấp lên á, thì sẽ bị dai. Nguyên liệu kế tiếp 100 g mộc chay. Cái mộc chay này mình đã chia sẻ trên kênh rồi, bạn nào chưa xem quan tâm đến công thức thì đi vào phần mô tả. Mình ghim đường link các bạn, click vào cái đường link xanh xanh là xem. 50 g nấm bào ngư sám, 5 tay nấm đông cô, 15 g nấm mèo ngâm nở rửa sạch ra được nhiêu đây, 50 g cà rốt, một miếng tàu hũ kia lá tươi 100 g. Bạn nào không có cái tàu hũ kia lá tươi này thì mình thay thế bằng đậu hũ. Một ít hành barô khoảng 5 g cho các bạn ăn thuần chay. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe không mua được hành barô thì mình sử dụng cái hành lá này. Bạn nào mà cử hành thì mình nêm cái ngò rí này cho thơm ngon. Cái tàu hũ kia lá này mình đã rửa cho sạch. Rồi mình cho cái tàu hũ kia lá này vô trong cái túi vải. Mình vắt cho thật là ráo nước. Vắt ráo nước rồi mình cho trở lại cái tô mộc chay này, mình cho chung vô đây luôn. Nấm bào ngư này mình cũng cho vô túi vải, vắt cho ráo nước. Vắt ráo nước rồi mình cắt nhỏ. Cà rốt mình cũng cắt nhỏ. Nấm đông cô mình cũng cắt nhỏ. Nấm mèo mình cũng cắt nhỏ giống như nấm đông cô vậy đó. Sau mình quay trở lại, hành bạch rô mình đập dập cắt nhỏ. Phần lá này mình để riêng. Bạn nào ăn chay mà có cửa hành đó thì mình cắt ngò rí để mà mình cho vô cho thơm. Bắp cải này thì mình dùng cái con dao
Có cái mũi nhọn này nè, mình quét cái cùi bắp cải ra. Các bạn sử dụng bằng cái con dao Thái Lan á, cũng được. Lưu ý là không có cho lủng cái bề bên này nha các bạn. Rồi mình lấy cái cùi bắp cải ra này nè. Mình phết bớt cái phần ruột của bắp cải đi. Mà cái phần này á, mình phết xong rồi mình để nấu món ăn khác chứ mình không có dục uổng. Mình thích ăn nhiều nhân thì mình phết lớn lớn một chút. Còn mình thích ăn ít nhân thì mình phết nhỏ nhỏ cũng được. Lấy cái phần này ra để nấu canh hay là để xào. Rồi mình phết xong cái ruột bắp cải rồi, rồi mình rửa sạch xong úp cái bắp cải xuống như thế này cho ráo nước. Bắc chảo lên cho nóng, cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho cái đầu hành vô, mình phi cho hành dậy nhiều thơm. Hành dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm đông cô vô trước. Mình xào thử cho hết đi cái mùi hăng hắc của nấm đông cô, chừng 1 đến 2 phút. Nấm đông cô dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm bào ngư vô. Nấm bào ngư mình cũng xào chừng 1 đến 2 phút cho nấm săn lại, hết đi cái vị hăng hắc của nấm bào ngư. Rồi mình cho cái nấm mèo vô. Xào nó mèo chừng 1 phút cho tiếp cái cà rốt vô. Xào cho hỗn hợp nguyên liệu săn lại. Rồi săn ráo lại như thế này là được. Mình tắt bếp tiến hành nêm vô một chút xíu muối thôi. Mình nêm cái nhân vừa vừa, hơi lạt lạt một chút. Từ món này chút nữa mình còn làm nước sốt nữa. Với lại cái mọc cũng đã có muối và gia vị vừa ăn rồi nên mình nêm thận trọng chứ không thôi bị mặn. Nêm vô nửa muỗng cà phê bột nêm chay, nửa muỗng cà phê đường bột ngọt. Các bạn có ăn thì nêm vô một ít theo khẩu vị gia đình. Một muỗng nước mắm chay, có dầu hào chay thì mình cho vô một ít, còn không có thì khỏi cho cũng được, vì nấm với lại bắp cải rất là ngọt rồi. Một chút tiêu xay theo khẩu vị gia đình. À, mình trộn cho thấm đều gia vị. Mới chỉ nêm gia vị trộn với nhân thôi mà nghe cái mùi thơm phức luôn á các bạn. Rồi như vậy là được rồi, mình cho vô cái tô mọc và tàu hũ phi lá luôn. Rồi mình trộn, dùng cái chài này mình quét cho dễ. Rồi sau một hồi mình quét á, cái nhân đã rất là dẻo rồi. Rồi cho vô một ít cái ngò rí và cái lá hành. Mình chừa lại một ít chút nữa mình xào nước sốt. Trộn cái nhân cho đều. Trộn đều nhân rồi mình bắt đầu nhồi cái bắp cải, cho nhân vô.
ép cho chặt, để chút nữa mình cắt cái bắp cải ra cho đẹp mắt. Món này mình làm để đãi tiệc được luôn đó các bạn. Trọng lượng nhân cũng như là nguyên liệu vừa khích ăn. Bạn nào mà thích ăn nhiều nhân, mình có thể cho thêm cái nhân, rồi mình khoét cái bắp cải cho rộng ra một chút nữa. Nhưng mà cứ theo công thức này á thì cũng đã ngon lắm rồi á các bạn. Cho lên trên cái miệng của cái bắp cải này một ít cái nước mắm chay, để khi mà mình hấp á, cái nhân không có bị phèo ra. Cho vô sửng này hấp. Mình cho vô mình hấp 30 đến 45 phút tùy theo cái nồi nhà mình nhiều hơi hay là ít hơi. Rồi trong khoảng thời gian chờ cho cái bắp cải hấp chín thì mình nấu nước sốt, mình cho vô chừng muỗng cà phê dầu ăn. Dầu ăn các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. Dầu nóng mình cho vô một ít hành, thêm cho hành giải mùi thơm, cho vô một ít nước, phần 3 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường phèn, 1 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước tương. Có cái dầu hào chay thì mình cho vô 1 muỗng cà phê cho màu đẹp, 1 đến 2 muỗng tương ớt hoặc tương cà cho màu đẹp. Ăn được cay thì mình cho vô một ít ớt sa tế. Ớt sa tế này mình tự xào tại nhà nè. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần mô tả mình ghim đường link, các bạn click vào để xem. Mình khuấy mình nấu cho tay ra vị nha. Nước sốt sền sệt như thế là được. Mình thích màu đẹp thì mình có thể cho thêm vô ớt và màu đường. Phải tắt bếp. Nãy giờ mình hấp cái bắp cải được nửa tiếng này, bắp cải cũng đã chín rất là mềm rồi nè. Tắt bếp, mình lấy ra, mình dọn ra dĩa. Cái nước hấp này mình đừng có bỏ, mình cho vô trong cái chảo sốt này mình nấu, nó sẽ rất là ngọt. Rồi mình chan cái sốt lên trên bắp cải. Chút nữa mình cắt cái bắp cải này ra. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ món bắp cải nhồi nhân chay này ngon thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem thì chia sẻ video cho các bạn cùng xem để ứng dụng làm món ăn chay ngon. Món bắp cải nhồi nhân chay này mình làm để đãi tiệc, cứ 10 người một cái bắp cải, rất là ngon và bắt mắt, đủ dinh dưỡng nữa. Rồi mình để cho nguội đi, rồi mình cắt cái bắp cải này còn nóng nè, nhưng mà mình cũng sẽ cắt trong lúc nóng để nguội đi á, thì mình cắt sẽ chặt dễ. Trong lúc nóng như thế này nhưng mà miếng bắp cải cũng rất là chặt dẻ và đẹp mắt. Nếu như mà mình đãi tiệc thì mình để cho nguội bớt đi cái đã rồi mình hãy cắt nó các bạn. Mình trang trí vô mấy cái cọng ngò rí cho đẹp mắt, thêm mấy lát ớt nữa. Rồi như vậy là mình đã có món bắp cải nhồi nhân chay để đãi tiệc hoặc là ăn các bữa cơm gia đình rất là đẹp mắt rồi nè. Như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món
Bắp cải nhồi nhân chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món bắp cải nhồi nhân chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.